Thanh niên DSH rủ bạn gái mới quen Tinder vào nhà nghỉ, bị từ chối bèn đòi 10k tiền nước mía. Gặp gỡ, hẹn hò qua mạng đang dần trở thành xu thế của giới trẻ ngày nay, nhưng đằng sau đấy cũng có nhiều câu chuyện dở khóc dở cười. Thanh niên DSH dưới đây là một ví dụ điển hình. Câu chuyện được chia sẻ nhất trên mạng xã hội vài giờ qua chính là kể về truyền thuyết thanh niên đeo kính DSH nhưng muốn lừa con gái nhà lành. Quen nhau trên mạng, cả chàng và nàng tưởng như gặp được chân ái đời mình. Cả hai hẹn nhau tâm sự đôi ba câu, làm vài ba bữa lẩu cho tình cảm gắn kết. Cô gái mở đầu câu chuyện như nhiều đôi uyên ương khác. Em quen anh này trên Tinder, xong qua Zalo nói chuyện thì biết anh tên T, sinh năm 92, nhà ở LD. Rồi 19 giờ tối anh qua đón em đi gặp mặt buổi đầu tiên. Bọn em quyết định ăn lẩu, hết 526.000, anh có ý bảo để anh trả nhưng em nhất quyết không và chia đều chịu 250.000. Chuyện sẽ chỉ dừng lại ở những điều tốt đẹp nếu như hôm ấy, có vẻ anh đau bụng và phi thẳng vào nhà nghỉ chưa kịp nói câu nào. Ăn xong, anh hỏi đi đâu nữa không, em bảo đi uống nước và anh ý dẫn em đi uống nước mía. Được một lúc nhìn đồng hồ 22 giờ 15 phút, em bảo chỗ em 11 giờ đóng cửa nên về sớm. Rồi đang đi trên đường có nhiều nhà nghỉ, anh phóng thẳng vào nhà nghỉ làm em hết hồn luôn. Sợ quá em nhảy giò ong xe và bắt Grab về. Về đến nhà anh nhắn tin đòi 10.000 nước mía và nhục mạ em.